Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy hàng nòi của Mỹ đến từ thương hiệu của Antec Lansing và có tên mua đồ là 9446A. Đây là một trong những dòng cục đẩy mà phải nói là cao cấp anh em ạ. Với cấu hình thì phải nói là vô cùng mà khủng khiếp luôn nha anh em. Con này phải nói là rất là nặng luôn anh em ạ. Trọng lượng đến tận trên 20kg và công suất là 1440W và chạy tổng cộng là 32 con sò sắt của Motorola nha anh em. Đây là một cấu hình rất là tốt để cho anh em có thể mà chiếm mọi cặp loa trên thị trường hiện nay. Và đây cũng là dòng cao cấp cho anh em chơi hội trường, sân khấu, đi show, nhà hàng tiệc cưới cũng rất ok nha anh em. Để mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như là về thiết kế của dòng sản phẩm này. Con này một đẩy hai channel nha anh em. Đây channel 1 và channel 2. Đặc biệt đây là phiên bản kỷ niệm anniversary của hãng nha anh em. Và dòng này thì cũng là một trong những dòng hết số của hãng nha anh em. Nên cấu hình của con này phải nói là cực kỳ cao nha mà. Đây mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật cấu hình trong sản phẩm này luôn. Đây đầu tiên thì sản phẩm thì sẽ trang bị cho hệ thống là 4 chặt loa nha anh em. Còn đây là quạt giải nhiệt trong sản phẩm này rất là to và cái này nó sẽ thổi trực tiếp vào những con sò bên trong nha anh em. Sản phẩm thì sẽ trang bị cho hai volume nha anh em, channel 2 và channel 1. Còn đây là cổng nếu mà anh em lấy tín hiệu nguồn vào, anh em thể chơi qua những cái đầu dây xỏ vào hoặc anh em chơi qua chắc canon. Đây con này nó có các chế độ chơi là chơi bridge hoặc chơi duo nha anh em, đầy đủ nha anh em. Đây con này hàng chuẩn là made in USA nha anh em, của Antec Lansing. Công suất là 1440W nha anh em. Điện là đúng chuẩn của Mỹ là 120V luôn. Cái hình con này nó cực kỳ khủng khiếp nhưng mà vừa công suất khủng mà vừa chạy nhiều sò. Rồi bọn em cùng xem qua về nội thất ở bên trong của cục đẩy Antec Lansing 9446A. Cho anh em tổng quan về cục đẩy nhìn rất là hầm hố luôn anh em ạ. Đây cái vỉ nhôm tản nhiệt của sản phẩm thôi anh em thấy là cực kỳ to và khủng. Còn cái quạt tản nhiệt sẽ chịu cách nhiệt và thổi nguội tất cả những con sò mà nó sẽ để trong cái vỉ nhôm mà anh em ạ. Đây sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta là một tăng phô rất là lớn của anh em, rất là khủng anh em ạ. Đây sản phẩm thì sẽ tổng cộng là có 4 tổ dập nguồn ở mỗi bên, tổng cộng là 8 tổ dập nguồn. Đây em, 1, 2, 3, 4. Đây, một sản phẩm mà có nhiều tổ dập nguồn thì nó sẽ giúp cho ổn định trọng điện tốt hơn em à. Đây, bên đây sẽ là 4 phân ở tổng cộng là 8 tổ dập nguồn anh em. Hết sức là kinh khủng cho một cái dòng sản phẩm mà cao cấp của Antec Lansing. Còn ở bên trong thì sẽ là nơi mà chứa sò anh em. Em thấy hai dãy sò mà nó hai bên đó anh em. Đây anh em, nó sẽ trải dài qua hai bên, một vớ bên này và một vớ ở bên này. Con này thì sẽ được trang bị tổng cộng là 32 sò sắt của Motorola. Một cấu hình phải nói là cực kỳ là khủng luôn em ạ. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua và tổng quan nội thất. Và thôi không dài dòng nữa, Nhật sẽ vào ngay bài test sức âm của cục đẩy Antec Lansing 9446A. Mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV. Đây hiện tại thì Nhật đang chơi với cặp loa rất là khủng và phủ vật cho anh em. Đây là cặp loa của Tây Ban Nha, 2 bass 40 và Chicken. Đây mình chơi con này với cặp loa khủng và test luôn về sức âm, xem con này có đánh ra hết được hay là không. Đây mời anh em
mình sẽ test từ channel. Đây, giờ channel 2. Giờ channel 1. Đây, nói chung cả hai channel đều hoạt động rất là tốt. Đây mình sẽ test luôn. Chung là về sức mạnh với cục đẩy này đánh ra vẫn là cực kỳ là tốt luôn em ạ. Nói chung đây cũng mà trong những dòng đẩy cao cấp mà còn lại là phiên bản kỷ niệm đó anh em. Về khả năng khuếch đại âm thanh của con này thì mình đánh giá là đánh với cặp loa mà tổng công suất đến tận 4000W, con này đánh rất là tốt nha anh em. Và đặc biệt anh em biết đấy, một cục đẩy thì nó sẽ vừa có phần công suất và vừa có phần sò. Phần sò là phần để mà khuếch đại tín hiệu âm thanh lên. Nên em nhìn thấy là nhiều cục đẩy mà nó sẽ chơi rất là tốt với cặp loa mà nó sẽ trên nó là khoảng là gấp đôi số watt của này. Thì cái này nó vẫn đánh rất là tốt nên em. Rồi anh em thấy sao về cục đẩy Attack Unseen thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.